Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của huấn luyện viên Philippe Châu-xê, top 10, mức lương cao nhất lịch sử, top 9, tỷ lệ thua cao nhất các đời huấn luyện viên, top 8, tạo kỷ lục thua Indo 3 trận liên tiếp, top 7, huấn luyện viên khiến Việt Nam tụt bảng xếp hạng FIFA nhiều và nhanh nhất, top 6, là huấn luyện viên khiến nhiều người dân muốn chửi tục nhất thời gian qua, top 5, huấn luyện viên chém gió kinh nhất, top 4, sử dụng con người kỳ lạ bậc nhất, top 3, huấn luyện viên thích ngồi theo dõi trận đấu nhiều nhất thay vì đứng chỉ đạo, top 2, huấn luyện viên lạc quan nhất, top 1, huấn luyện viên giấu bài tốt nhất.